Yo, xin mừng tất cả mọi người đã trở lại với channel YouTube của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại Hà Lan và mình vừa mới đặt chân đến đây cách đây vài tiếng đồng hồ thôi. Hôm nay ở đây thì thời tiết khá là lạnh, khoảng 5 độ C, có rất là nhiều gió, nhưng mà lại rất là may khi mà mình đến thì lại có một chút nắng ấm, nhẹ nhàng. Một điều rất là hay và đặc biệt đó chính là cái khách sạn mình đặt thì lại vô tình ở ngay bên cạnh sân vận động của Ajax Amsterdam. Và bây giờ mình đang tự mình tìm cách lọ mọ làm thế nào để đi bộ đến sân vận động. Và hãy cùng mình đi xem là câu lạc bộ Ajax Amsterdam, một câu lạc bộ lớn ở châu Âu, lớn nhất của Hà Lan, có gì nhá. Let's go. Yeah, mọi người đang được thấy cái bản đồ mình trên tay. Mình hiện tại đang đứng ở đây và mình đang sẽ cố tìm cách làm thế nào để đến sân vận động Ajax Amsterdam. Đó, mình vừa mới search sân vận động là Ajax Amsterdam. Ok, đó, mình sẽ tìm cái cách để có thể đi được đến đây. Yes, nó rơi vào tầm 20 phút đi bộ. À, rất là tuyệt vời và bất ngờ. Mình ở ngay đây và bây giờ mình chỉ cần tiến thẳng thôi. Đấy. Yeah, và đây là sân vận động của Ajax Amsterdam. Yes, và finally sau một quãng thời gian đi bộ khoảng 15 phút thì mình đang có mặt tại sân vận động của Ajax Amsterdam. Và sân vận động này mang tên là Johan Cruyff. Sân vận động này ấy, thì nếu mà các bạn tìm hiểu ấy, thì sức chứa của nó rơi vào khoảng 58.000 người. Nó bắt đầu mở cửa vào năm 1996 và mang tên của huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff, và cũng là huyền thoại của Ajax luôn. Ngay bây giờ thì mình sẽ đi vào trong câu lạc bộ để xem ở đây có những cái gì. Và thường như các bạn thấy ấy, câu lạc bộ thì họ sẽ có những cái store bán đồ quần áo này. Và sau đó thì mình thử xem nếu mà họ có một cái tour để có thể tham quan câu lạc bộ, mình sẽ mua cái tour đấy và sẽ show cho mọi người những cái gì ở bên trong nhá. Let's go, let's go. Và cuối cùng mình đã tìm được tour để đi vào tham quan sân vận động. Ngay bây giờ hãy cùng với mình đi mua vé. Let's go. Ở đây chúng ta có một cái vé của sân vận động, chúng ta mua bằng máy, nó sẽ bấm màn hình đây, touching screen để mua vé. Total start này. Đấy, chúng ta sẽ mua cái classic tour, giá của nó là 20 đồng, 20 oi là rơi vào khoảng 600.000 tiền Việt. Yes, và cuối cùng mình đã có trên tay tấm thẻ tour, classic tour để vào câu lạc bộ. À, chúng ta sẽ vào xem câu lạc bộ Ajax, một trong những câu lạc bộ lớn nhất của châu Âu. Có gì nhá? Let's go. Ở đây thì khá là thông minh khi mà họ cho mình mua vé online bằng máy, và cuối cùng họ chỉ đưa cho mình cái thẻ và mình có thể tự đi chơi, tự quay bất cứ gì mình muốn. Đó. Chúng ta đang đi qua đường hầm giới thiệu. Đẹp nhỉ? Đây là con lớp màu da cam, đội tuyển quốc gia Hà Lan. Và đây là Ajax, Elton John, Europa League, Elton John. À. This way. Ok chưa? Là chúng ta đang có mặt tại phòng thay đồ. Đây là phòng mà lưu giữ tất cả những cái áo đấu của các cái cầu thủ nổi tiếng đã ghé thăm Ajax. Đây trên tay của mình là chiếc áo của Beckham, một cầu thủ của Arsenal và cũng là huyền thoại luôn. Áo này có lẽ lưu từ những năm 2000 mấy. Ở đây 2003. Đấy, đây là chiếc áo từ năm 2003 rồi. Đấy, tức là bây giờ cái áo này là được 20 năm rồi. Hiện tại bây giờ là cái áo này đã được 20 năm. Wow, cực kỳ đẹp, tuyệt vời. So cool. Và ngoài ra chúng ta có rất là nhiều các cái áo khác ở đây. Chúng ta có Rooney, chiếc áo 2012. Năm nay Ajax. Rooney, mà màu ăn. Màu ăn luôn đúng không? Đúng không nhỉ? Europa League ăn đúng không ta? Yeah. Đúng rồi, ăn nhưng mà có vẻ năm đấy không ta? Yeah, áo của Rooney này. Yeah. Chúng ta có Kun Aguero này, 2012.
Torres 2013. Cái con Neymar. Ủa, con Neymar. You're a fan of Neymar? Oh, nice. Neymar này. Ibrahim. Yeah, vào Messi. 2014. Ngày 5 tháng 11, Isaac đá với Messi. Toàn áo xịn không thôi, toàn áo cầu thủ thôi. Và đây là để trưng bày thôi. Rất là hay là ở đây họ cho mình tự do. Mình có thể thoải mái quay chụp cũng như là sờ để xem những chiếc áo xịn của Messi mà. Báo áo này là của Messi. Vẫn hôi nguyên luôn. Vẫn là kẻ chắc quá. Vẫn hôi nguyên luôn. Và đặc biệt chúng ta có một chiếc áo của Ronaldo. Sorry. Đây là năm 2019 khá là mới. Khi mà Ronaldo còn đá ở Juve. Áo xịn. Ngoài ra chúng ta có đề rông này, có của Hà Lan này. Đây là những cái mẫu áo mà cực kỳ đặc biệt, Pogba và Hazard nữa luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục sang vòng tiếp theo xem chúng ta đi tour gì nhá. Đây là phòng mà chúng ta đang có mặt, ở phòng hồi phục của cầu thủ. Khi mà cầu thủ đá xong thì sẽ được các bác sĩ bó cơ thứ ở đây. Ở đây chúng ta có hai cái phần ngồi. Mình không hiểu tại sao mà ngày hôm nay mình có thể đến được ở đây, bởi vì có lẽ đây là một mô hình mô phỏng câu lạc bộ dành cho một cái đội bóng chuyên nghiệp thôi, chứ còn nếu mà câu lạc bộ đang hoạt động thì rõ ràng mình không thể có mặt ở đây. Phòng họp câu lạc bộ đấy, các cầu thủ ngồi đây để họp ban huấn luyện. Hôm nào hôm đấy mà truyền hỏng là vào phòng này đúng không? Đúng rồi. Như các bạn để ý nhá, đây hàng loạt các cái cầu thủ ở đây. Chúng ta có Suarez này, Ibra này. Kia là gì kia? Ông nào đấy? Ông này mình không nhìn thấy. Snyder. Snyder. À ok. Đây là đều là những là legend của Ajax. Và như mọi người biết, Ajax là một câu lạc bộ cực kỳ nhiều nhân tài, và họ kiếm được ra rất nhiều tiền từ việc bán cầu thủ trẻ. Và gần đây nhất như các bạn thấy, Anthony đã về MU. Đây là danh hiệu câu lạc bộ nhá. 4 lần vô địch Champions League 1971, 1972, 1973 và 1995. Tức là 3 năm liền từ năm 71, năm 73 và năm 95 một lần nữa. Khét đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ là vào sân vận động. Tất cả sân vận động ở đây được nhuốm một màu đỏ, màu đặc trưng của Ajax Amsterdam. Mercedes là tài trợ cho câu lạc bộ ghế như ghế xe đua luôn. Mercedes. Khét đấy. Tuần này căng đét luôn đấy. Ờ. Đẹp. À không ạ. Sân này bao nhiêu người? 58.000 người. Ồn. Những cái chiếc ghế này cực kỳ chất lượng. Già. Có lẽ là họ đã phải trùng tu và cải tạo rất là nhiều và liên tục. Sân vận động này nếu mà nói về chất lượng thì ăn đứt luôn nu căm các thứ của Barca. So các loại ghế kia còn bẩn, còn không được xịn, thì đây là toàn ghế xịn hết bằng da 100%. Da xốp. Lúc nãy là phòng trưng bày các cái cầu thủ mà đến đá tại Ajax và họ giữ những chiếc áo làm kỷ niệm. Còn đây mới là phòng thay đồ chính thức của đội bóng này. Tất cả các cái áo đấu để ở đây. Còn ngay sau đây đó là phòng mà để các cầu thủ có thể chuẩn bị trước khi vào trận đấu. Ở đây chúng ta có nhà tắm để chuẩn bị cho các cầu thủ. Đó. Chúng ta có cái bể sục này. Đấy. Ở đây là chúng ta có rất nhiều các bể sục để các cầu thủ có thể ngâm đá, phục hồi chức năng. Tuy nhiên thì đây hàng rào cấm mất rồi. Những cái bảng này là để cho phóng viên. Phóng viên khi mà kết thúc trận đấu thì sẽ như này. Đấy. Xin mình là phóng viên Tùng Ghét, đại diện của VTV đang có mặt tại Hà Lan. Trận đấu vừa rồi là Ajax đã thắng Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-0 tại sân nhà. Đấy. Ví dụ thế. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phòng họp báo. Phòng nãy là phòng dành cho phóng viên ngay sau trận đấu khi mà phỏng vấn cầu thủ. Đấy, còn đây mới là phòng họp báo này. Mọi thấy chưa? Có thể nói là Ajax là một đội bóng cực kỳ lớn, và như mọi người thấy, cơ sở vật chất cũng như cái cách họ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Đấy, quay toàn hình toàn. Chúng ta đang đúng nơi mà các cái cầu thủ và huấn luyện viên của Ajax ở đây. Các huyền thoại cũng đã ngồi ở đây và mình cũng đang ngồi ở đây để xem mà chúng ta có thể cảm nhận khi mà ngồi đây ấy,
là đứng dưới áp lực của phóng viên, đài báo, máy ảnh chụp lên, phỏng vấn, trả lời sai một ly rồi là đi một giọng. Mình và bạn mình vừa mới chụp ở ngoài sân, nhưng mà người ta đã ghép vội ghép vàng vào sân rồi. Và bây giờ ấy, các bạn có thể thấy ấy, người ta ghép rất xịn. Và chỉ có một nút nhạc thôi, tính tiền phát là ra ảnh ấy, và ảnh nó sẽ như này đấy. Nhưng mà bọn mình chơi theo kiểu old school ấy, bọn mình sẽ lấy điện thoại để chụp lại. Ok. Quay à? Ừ. Bảo tàng của câu lạc bộ. Yeah, và như vậy mình vừa mới kết thúc tour tham quan câu lạc bộ Ajax Amsterdam và sân vận động Johan Cruyff. Hy vọng với video này thì các bạn đã hiểu qua một chút về câu lạc bộ, cũng như là cùng với mình trải nghiệm câu lạc bộ này có gì hay và có gì thú vị. Mình sẽ làm thêm rất là nhiều các video trong chuyến hành trình châu Âu lần này cùng với đôi giày bào của Vitis. Đừng quên comment tất cả những cái nơi, địa điểm mà các bạn tò mò, chú ý và muốn biết đến ở châu Âu. Mình sẽ đi theo comment của mọi người và thực hiện nhiều video hơn nữa. Như thường lệ thì đừng quên bấm chuông thông báo, bấm đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video sau. Let's go, bye bye.